Xem bao nhiêu cái mạng rồi, sáu mấy sáu mạng như thôi. Rồi thì bây giờ tất nhiên là mình sẽ có chuyên mục giờ bài nha các em nha. Là bây giờ đầu giờ là chị sẽ dò random đó nha, nên nên nói chung là cái này là bài tập về nhà, thì có nghĩa là các em đã làm và kiểm tra rồi đúng không, thì mình phải gọi là cái xác suất nó đúng, nó phải gì à, nó phải đúng thôi, nó phải đúng đi chứ giờ random rồi xác suất gì nữa, là nó phải đúng nha các em. Để xem hôm nay mình sẽ chị bóc đại cái test 7 nè. Rồi nha, chị sẽ bóc đại nha, chứ có bây giờ cái file nó tận bốn mấy câu thôi, mới đầu là thấp một, chúng tôi thấp một thì chắc là đâu đó mấy đầu tiên quên nha. Rồi các bạn sẵn sàng chưa nè? Rồi trước hết là quý đi, hôm trước quý không vô học đúng không ta, quý sẽ không biết được cái này là kiểu mình sẽ bóc random, random trong những cái phần nghe mà các bạn đã làm bài tập về nhà nha. Thì những cái câu này là các bạn đã về làm rồi kiểm tra hết rồi, nên là maybe là nó phải không phải là maybe nữa mà nó gọi là bắt buộc phải đúng nha. Rồi giờ quý đi ha, quý còn mấy bạn khác chat và thanh chat cho chị nha. Ok. Rồi Nghĩa bật cam lên em ơi. Rồi để xem, sẽ mở phút này Cool. B. A tree branch is lying on the ground. C. Some traffic lights are being installed. D. câu hai nhỉ. Some bicycles. Từ từ, tại vì cái file này nó dài nên nên khi mình bóc random thì nó sẽ bị lỡ dở câu trước, nên để nó qua câu này rồi mình mới biết được câu tiếp theo nha. Tại Ok. cái file dài tận bốn mấy phút đó. Bicycles are parked near a road. Nào mấy bên là câu này. Number six. Rồi câu 6 nha. Rồi quý nhìn hình như rồi Ok. các bạn cũng các bạn khó không được, không có được mà lôi cái vở cũ ra rồi cái đáp án cũ ra xem đâu nha. Look at the picture marked number six in your test book. A. A beverage is being poured into a glass. B. Some flowers are being arranged in a vase. C. A woman is folding a napkin. D. A woman is wiping off a table. Thôi con này vừa mới nhảy vô, nói chung là con này cũng dễ nghe ấy. Rồi quý rồi không quý trả lời đi, quý trả lời đi rồi sẵn giải thích luôn tại sao. À. Rồi Nó quý cái nghe đi gì mà water pouring cái gì nhỉ? đúng Water cup không, này, cái này là cái bottle. không, người ta không dùng từ portal, người ta dùng từ khác. Cái ly là Cup gì, cái ly là gì, cái này là cái ly nè. à? Cup cup. Không dùng, người ta không dùng từ cốc luôn, người ta dùng một từ khác, nói chung là rót nước đúng không, pouring đúng Glass thì không. phải, glass thì phải. Đúng rồi ha. Rồi ok, rồi quý ta qua ải. Ừ, sẽ bóc thôi, mình tới phần 2 thử đi. Phần 2 chắc nó tầm ở phút thứ, thôi cho đại ở phút thứ 7 đi thôi. Ai đây, Tuyền đi. Rồi Tuyền sẵn sàng chưa nè. A. They're hiring more accountants. Cái này nó bị lỡ dở rồi B. ha. Yes, the bank is open. C. Let me get you the paperwork. Rồi bây giờ chờ tôi có câu tiếp theo nha. Đây. Rồi Number 15. Have you installed the new computer software yet? A. I did that this morning. B. It's a monthly payment plan. C. Some new keyboards. Rồi. Tao là Tuyền ơi. Rồi, chị là A. À rồi em nghe câu hỏi nôm na là gì, rồi câu trả lời như thế nào mà em chọn được A. Have xong cái gì đấy yết. Thế là làm xong chưa ấy ạ? Kiểu Cái gì đấy đã làm làm xong. cái đó xong chưa đúng không? Ok. Xong rồi nó trả lời là cái gì đấy buổi sáng ngày hôm nay. À tôi đã làm nó buổi sáng hôm nay. Ok, nghe nôm na như thế cũng ổn ha, nhưng mà ví dụ như là rồi cái câu này thì nói chung là nghe nôm na như thế thì ok la, nhưng mà lỡ mấy câu khác mà nó có thông tin vào trong đó ấy là dễ toai nha. Vâng ạ. Nó kêu là ở đây chị nhớ lại, nó kêu là lắp lắp đặt cái của nhau rồi, thì còn là install vào cái new new computer chưa, tại vì chị cũng quên nhau rồi em nghe, tại vì chị nhớ thì quên nhau, nói chung là kiểu như thế ha. Rồi ok, tiền tới qua ải. Xem thì kéo tới phút thứ mấy nè, thôi phút thứ 11 thứ ha, 11 là con B. No,
It stops at the 10th. C. There are some more in the closet. Rồi, câu này nghĩa đi ha. Nghĩa đâu rồi? Em đây. Rồi, em đúng không? Ok. Number 27. Who wants to lead the accounting workshop next week? A. I'll be on vacation. B. Some training manuals. C. They'll be eating soon. Con này sao em? Con này nó nói gọi là nó không trả lời trực tiếp ở câu hỏi nha. Nhưng mà mình phải hiểu hiểu cái hoàn cảnh của nó như thế nào. Cho nghe lại. Ok, là em đi kéo lại thì nó sẽ đi lợt nha. B. À, cái này là no, it stops at the 10th. C. There are some more in the closet. Number 27. Who wants to lead the accounting workshop next week? A. I'll be on vacation. B. Some training manuals. C. They'll be eating soon. Câu A hả? Thì sao em? Thì nghe là chưa ai là người muốn dẫn dắt cái hội thảo tuần tới. Rồi nghe cô thì câu A là câu A cơ là tôi sẽ đi nghỉ vacation đi vacation. Thì ủa nó có nghĩa là rồi gì? Câu B thì thế là nó kiểu có nghĩa là ông ấy kiểu mình sẽ ta kiểu ông ấy từ chối nhận đúng không? ông Thì ấy đi nghỉ dưỡng. Đúng rồi, ok. Là kiểu là cái này nói chung nó không trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi của bả mà bả nói chung bả hỏi là ai muốn, đúng không? Ai muốn làm cái đó, đúng không? Thì ông kêu là ông đi ông đi nghỉ lẻ, ông đi chơi rồi. Thì có nghĩa là ông ứ là. Mà sao mấy câu này để xem kéo lên câu cao xíu à. Tầm 2 phút 17 phút 17 là qua. Till the man give to the woman. Không, cái này là qua đoạn rồi, với là qua phóc phi rồi. Để xem phóc phi ai đây. Phí. Questions 41 through 40. 41 đây. Phí nha. Từ câu 41 đến câu 43 là chuẩn bị đọc trước cái câu hỏi nha em. Đây. 3. Refer to the following con. Alo, Phí đâu rồi? Confirm với chị em rồi. Vâng ạ. Rồi, ok là em. Conversation with 3 speakers. Welcome to Pruitt Pharmacy. Hi, I'm here to pick up my medication. My name's Maria Soto. Sure, Miss Soto. And actually, my doctor said I should be able to get 2 months' worth of the medication today. He wrote that into the prescription. I'll be away on vacation next month, so I won't be able to come in again until I get back. I don't know if we're allowed to do that. Let me ask the head pharmacist. Mr. Pruitt, what's our policy on giving customers 2 months' worth of medication if they're going on vacation? That's fine, Jason. We're authorized to give 2 months' worth of medication if the doctor okays it. Câu này cũng rõ ràng nè. Thì từ khoan để xem hả? Ủa khoan, hồi nãy với là câu hồi nãy có hai bạn dính nè. Thì tôi mới để ý nha. Rồi, các em khác chat đâu rồi? Rồi Thúy nữa em ơi. Câu 41 em nghe được vậy. Hả? Câu 41 em nghe được gì? B, ok. Hai à. Ok, giờ sao thế? Câu 42 thì em chắc lắm như là ý A hay sao? Không chắc lắm hả? Rồi tại sao mà em nghĩ là ý A? Hai cô kia với là hai cô kia chắc rồi hay sao? Rồi. Ok, rồi sao cô 43 không chắc lắm. Rồi để chị mở lại đoạn cho em nghe nha. Nó nhấn mạnh ước. Nó nhấn mạnh chiếc taxi rất là rõ luôn nè. Thì mở lại cái đoạn. Xem trở lại. Months worth of the medication.
And will the man give to the woman? Questions 41 through 43 refer to the following conversation with three speakers. Welcome to Pruitt Pharmacy. Hi, I'm here to pick up my medication. My name's Maria Soto. Sure, Miss Soto. And actually, my doctor said I should be able to get 2 months' worth of the medication today. He wrote that into the prescription. I'll be away on vacation next month, so I won't be able to come in again until I get back. I don't know if we're allowed to do that. Let me ask the head pharmacist. Mr. Pruitt, what's our policy on giving customers 2 months' worth of medication if they're going on vacation? That's fine, Jason. We're authorized to give 2 months' worth of medication if the doctor okays it. Number 41. Where does the... Ông kêu là để ông hỏi ông này. Rồi sao ông mới hỏi là ông này policy sau đó. Khi mà nghe là chị tới cho thấy là chị sẽ khoanh lại nha. Ví dụ như là ông này ông vừa mới vô là welcome to pharmacy. Rồi bà kêu là bà đi vacation nên bà không có tới được. Rồi để xem giờ kéo chỗ khác nữa nha. Hôm nay giờ dài dài xíu à. Để mấy đứa sẵn sàng, còn bữa sau chị random sương sương thôi. Thế nào được ta? Questions 56 through 58. Đúng chỗ luôn á. 56. Yeah, ok. Đoạn này. Quý đi. Hồi nãy vũ quý rồi đúng không? Yeah, sorry. Vậy thì... Phương. Phương. Rồi Phương đó là ta. Rồi em đây ạ. Rồi ok, Phương chuẩn bị cho chị từ câu 56 đến câu 58 nha. Rồi bây giờ lên sàn. Các bạn khác chat đâu rồi? Chị mới thấy các bạn. Refer to the following conversation. Hi Jessica, I'm really looking forward to the annual attorney seminar next weekend. Me too. It looks like there will be a lot of well-known attorneys presenting. By the way, how are you getting there? I'm taking the train, and actually I have a question. I'd like to get reimbursed for my train ride to the seminar. How does the travel reimbursement process work? There's a short video on the Human Resources website that you should watch. It gives step-by-step instructions on how to submit a reimbursement request. Câu này là nó lặp lại mấy lần luôn rồi nha. Câu này mà sai là chết nha. Rồi. Rồi, Phương đâu rồi? Hello em ơi. Rồi, đây các bạn khác đến nha. Rồi, câu đầu tiên là gì em? A process. Câu 58 là... Quên câu 57, nó đọc cái từ đó rất là nhiều lần nha. Rồi. Reimbursement. B. Ok, đúng rồi. Rồi, câu 58 là gì em? D. Rồi, những câu này em nghe chắc chắn chưa hay là nghe kiểu hay lăng mang? Ấy là nghe... Ấy là nghe mà chuẩn chắc đáp án chưa? Hay là kiểu như còn phân vân? Em nghe được cái từ đấy thì em chọn thôi. À, nó nổi lên đúng không? Cho chị xem cái đáp án của các bạn sao rồi. Xem ABP. Rồi. Xem ABP. Ủa, ABP là câu trước đúng không ta? Ủa, không, câu này chứ. Câu này với lại chị mở lại cho các em nghe nha. Bên đáp án có một số các bạn lát cho chị dừng lại. Chị dừng cho các bạn. Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, Jessica. I'm really looking forward to the annual attorney seminar next weekend. Me too. It looks like there will be a lot of well-known attorneys presenting. By the way, how are you getting there? I'm taking the train, and actually I have a question. I'd like to get reimbursed for my train ride to the seminar. How does the travel reimbursement process work? There's a short video on the Human Resources website that you should watch. It gives step-by-step instructions on how to submit a reimbursement request. Đúng không? Ông hỏi bà. Number 56. Ông hỏi bà là ông có cái question, ông muốn hỏi bà là cái reimbursement cho cái việc mà ông travel ấy. Thì ông hỏi bà chứ bất kêu là nó có cái video mà có step by step ấy. Lên trên đó coi kiểu vậy.
Bài hai để xem. Bây giờ mình kéo tới part 4 luôn đi. Chắc là tầm ba mấy phút cái này ha. Để xem ai chưa lên sàn. Rồi, Vân. Vân đâu rồi? Alo Vân. Vân Vân. Em đây. Rồi, ok la em. Rồi bây giờ chị kéo đến part 4 cho em nha. Để xem cái này là chỗ nào. Number 76. What did the speaker do for the listener? Rồi, ok, đợi tiếp theo. Rồi, cái này. Questions 77 through 79 refer to the following excerpt from a meeting. Before we open our doors today, I'd like to have a quick staff meeting. Business in our store has been great. We've been selling a lot of shoes. So I want to remind everyone to keep the boxes in the storage room organized. Be sure to put them back onto the right shelves. Now, I've also got some exciting news to report. For our upcoming sale, the regional manager will be offering bonuses for the top-selling store. If our shoe sales are higher than other store branches, we'll all receive cash rewards. So let's get to work. Number 77. Rồi rồi rồi, mới biết có đáp án chưa? Cái này ông đọc hơi nhanh nha. Vẫn chưa thấy. Rồi, có một em. Rồi, Vân đâu rồi? Tới câu này thì đáp án khác khác dữ luôn. Không khác xương xương nhưng mà khác dữ luôn hả? Rồi, Vân đâu rồi? Ừ, 77. Thì em chọn A. Câu 78 em chọn bò. Ok là. Câu 79 em chọn C. Ủa rồi, cái này là nghe nghe hiểu từ từ. Em nghe cái chữ nó nổi lên hay là em nghe hiểu hiểu được cái hoàn cảnh không? Em nghe nó nổi lên. Là tự nhiên đang nghe chứ nó nổi chữ. Là kiểu nghe bắt chữ đúng không? Rồi từ từ để chị mở lại. Business in our store has been great. Number 76. What did the speaker do for the listener? Okay, Question 77 through 79 refer to the following excerpt from a meeting. Before we open our doors today, I'd like to have a quick staff meeting. Business in our store has been great. We've been selling a lot of shoes. So I want to remind everyone to keep the boxes in the storage room organized. Be sure to put them back onto the right shelves. Now, I've also got some exciting news to report. For our upcoming sale, the regional manager will be offering bonuses for the top-selling store. If our shoe sales are higher than other store branches, we'll all receive cash rewards. So let's get to work. Number 77. Who most likely are the listeners? Cái này, khoan cái câu một nó không đề cập đến, nó không có chữ assistant nhưng mà nó có chữ sale. Câu hai là kiểu giữ cho nice. Những cái hàng nó được sắp xếp đúng. Chủ ta đang có như là ông không dùng từ organize, chúng ta ông dùng cái từ keep cái gì đó organize thêm ed. Ok, chị quên rồi, một cái từ này thì rõ ràng rồi ha. Cái này nó không đụng đến từ assistant nhưng mà nó có từ sale. Còn cái này thì organize. Ủa nó có dùng từ merchandise này, hình như chị không nghe được merchandise, nó dùng từ cướp hay sao? Nó dùng từ cướp hay là nhớ không chị nghe. Mà giờ chị quên rồi. Như là nhớ, chị nhớ không nhầm nó dùng từ cướp đúng không ta? Không, nhưng mà nói chung là nó có chữ organize. Rồi, ok là. Và bây giờ để xem còn ai nữa ta, còn Ngọc. Ngọc mới vô. Rồi Ngọc em ơi. Để xem. Thôi kéo lên cái đoạn chỗ này luôn đi. Cái này đấy. Number 90. What is Dr. Ray's current position? Rồi.
Ok, mình sẽ nghe đoạn tiếp theo. Lên lên cao cái Number 91. đầu. Rồi, What will Dr. Ray do after his speech? alo Ngọc, alo Ngọc. Ngọc đó rồi ta. À, em nè. Rồi, ok la, bây giờ em nghe từ câu 92 đến câu 94 chị nha. Từ từ chạy để em đọc quen một lần. Rồi, ok. À, đây là cái nơi đúng không? Mình gặp mấy cái này, cái nơi nè. Thì radio station thường nó sẽ nói station hơn. Rồi cái này nó sẽ nhắc đến thường nhắc đến internet hoặc là provider. Rồi cái này thì nó nhắc nguyên đám luôn, nói chung là vậy. Manufacturer thường thường nó sẽ đôi khi nó sẽ dùng cái từ factory hoặc là plant cũng được. Cái mấy câu này rất khó nha, cái của mà ý nghĩa của ổng mà, nhưng mà cái điện thoại nó vẫn còn còn rung biết đó, để ý là cái này nó có ý nghĩa gì ha. Thì công ty vẫn tiếp tục nhận plan, rồi cái công ty vẫn nên start, rồi cái công ty nó vẫn checking cái order rồi, cái quảng cáo của công ty thì hiệu quả. Rồi người người nghe thì làm gì tiếp theo? Thì promote business, là làm quảng à, quảng quảng bá à, quảng cáo cái business, rồi revise sửa lại cái resume, rồi sửa chữa, rồi đặt mắt cho mình. Ok là anh chưa? Ok thì mở nha. Cái file đây rồi. Questions 92 through 94 refer to the following announcement. Hi everyone. As you know, a lot of customers called yesterday to say they were upset about how long it was taking to fix the widespread outage of our internet service. The internet is up and running again, but the phones are still ringing. Because of this, we're going to offer our customers a free upgrade. The document I'm passing out to you provides more information about this compensation plan, so please take a look at it now and let me know if you have questions. Ok. Rồi cái này nó có nhắc đến những từ thôi. Còn cái này mình tự hiểu nha. Rồi đáp án thì là ta, mấy em chat tao rồi. Rồi Ngọc ơi, đáp án thôi. Cái này ta có nhắc tới luôn nha. Câu 92 là C, câu 93 là A. Còn câu 94 thì em nghe không rõ. Em không rõ. Chị đang muốn đặt đó rồi. Rồi chị mới thấy mấy cái hay hay em đó nha. Rồi ok chị mở lại. Để hay là cái chỗ đó lên luôn. Number 90. What is Dr. Ray's current position? Chị sẽ đáp với em là A với C với D còn đang phân vân đúng không? Chị sẽ gạch chỗ này. Rồi bây giờ chị sẽ highlight lên. Number 91. What will Dr. Ray do after his speech? Đây, đáp án của mấy em đang phân vân hai câu này ha. Questions 92 through 94 refer to the following announcement. Hi everyone. As you know, a lot of customers called yesterday to say they were upset about how long it was taking to fix the widespread outage of our internet service. The internet is up and running again, but the phones are still ringing. Because of this, we're going to offer our customers a free upgrade. The document I'm passing out to you provides more information about this compensation plan. So please take a look at it now and let me know if you have questions. Em có nghe chỗ document không? Cái document nó có cái gì gọi là nó có sẵn. Nói chung là trí nhớ của tôi nó hơi bị nó không có nhớ dai được, nhưng mà cái document nó có sẵn nên vui lòng đọc đúng không? Ngay cái đoạn cuối này. Để xem chị nhớ lại đoạn cuối cho. Questions 92 through 94 refer to the following announcement. Hi everyone. As you know, a lot of customers called yesterday to say they were upset about how long it was taking to fix the widespread outage of our internet service. The internet is up and running again, but the phones are still ringing. Because of this, we're going to offer our customers a free upgrade. The document I'm passing out to you provides more information about this. Provide more information, giống như là cái document ấy nó sẽ cung cấp nhiều cái thông tin. Compensation plan. So please take a look at it now and let me know. So please
Take a look at it now know if you have questions. And let me know if you have questions. Okay. Chỗ này ổn nha, rồi cái chỗ này thì tất nhiên là nó phàn nàn, nó gọi đến tới phàn nàn về cái internet service ý. Nên cái điện thoại nó vẫn tiếp tục rung, là tại vì nó vẫn còn công ty của mình vẫn vẫn còn nhận được cái phàn nàn ý. Cái này hiểu đúng không? Còn câu cuối cùng thì chưa tóc cho mình nó cũng nổi lên ha. Rồi để xem như là giờ hết rồi đúng không? Rồi ok, hôm nay giờ bài hơi nhiều nha, hôm sau chị bóc random nên mấy em sống trong lo sợ thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại bài của mình nha. Ok, hôm nay 8 trang dài quá. Để xem mình sẽ giải a little bit. Ê khoan từ từ. Các em về nhà đã đụng tới cái file này chưa? Em nào đụng tới cái file này cho tay cho chị nha. Làm rồi. Rồi một em, hai em. Để chị mở cái này ra. Hai, một em, hai em, ba em, bốn em, năm em. Cũng... Ủa hết rồi đúng không ta? Giơ tay hết rồi đúng không? Mùa cao thì không giơ tay được. Ok. Vậy là giơ tay hết rồi đúng không? Tại vì cái màn hình gì bay xung ra chị mới thấy được. Rồi. Ok, vậy mình sẽ làm nhanh ha. Để xem mình làm nhanh, sau đó để xem tầm 9 giờ sẽ chia nhóm làm. Rồi sau đó 9 giờ rưỡi đọc đáp án. Rồi ok. Chứ 1 giờ bài hơi bị lâu. Không sao, nhưng mà vậy bây giờ các em nhớ về nhà làm bài tập cho kỹ nha. Cái hôm sau là tôi không chấp nhận mà sai, mà có sự phân vân, có sự sai trong này đâu á. Rồi, bây giờ năm câu đầu tiên Quý đi. Quý đang bật mic sẵn nè. Rồi các em khác chat vào nha. Ngọc hôm Câu nay sinh đầu ra tiên sớm. này. Trời, vậy là mất nhóm rồi. Nhóm nào vậy? Rồi, không sao. Năm câu đầu tiên. Một là chọn A, make a purchase, tức là mua hàng. Rồi, make a purchase. Cái này học thuộc nha các em, cái này học thuộc thôi. Tiếp theo câu 102 chọn request có S. Tại Ôn sao số có S nhiều. Ôn số em? nhiều. Ok. Quý giải thích luôn cũng được, ok la. Tiếp theo là 103 chọn wow. Wow, tại sao em? Tức là mặc dù là cái lần đầu tiên anh ấy là diễn giả về cái vị trí này hay là tác giả thì Mark đã dẫn dắt cái dự án này tốt đáng kể hay là gì? Là tốt. Rất là Là tốt. tốt. Cái từ remarkable là kiểu đáng kể hay còn đánh dấu. Rồi. Câu để Một từ linh từ bốn em một khá chưa khác nha, thì mới thấy có hai bạn thôi. một linh bốn chọn B, his. Tại sao em? Cái này thì là như nào nhỉ, Sao em? final nó là à nó có thế nào, có từ A Trời trời, sao con này lại phân vân em ơi? chọn rồi nhưng mà giải thích chưa rằng chưa 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 để giải Câu thích này rõ. không có được, câu này không có được, Nếu như không có có được A, thay to đổi. be. Câu câu A là to be gì em? Đó là từ Đâu, final. ý là có final report là danh từ. Ok, chấp nhận này đó. Mình phải giải thích như thế là cái chữ his đúng không? Cộng với tính từ Tính từ sở không. hữu. His này là tính từ sở hữu nên sau nó phải cộng với danh từ. Còn he này nó luôn đúng đúng vai trò là chủ ngữ đúng không? He này, rồi him là tân ngữ, còn himself là kiểu là chính chính ổng, là thứ nhất là một là nó nằm sau sau bai, thường nó ở sau bai hoặc là sau động từ thường. Rồi, câu 105 lên thôi. 105 chọn 105. A, allow. Rồi, câu A tại sao em? Cái này tức là mọi cái khách hàng hay là khách gì đấy cần to Russian facility mask nào là cho phép cái gì cái người bảo vệ qua từ cái tất cả Khoan khoan khoan, thẩm tâm mạnh nhớ được, cho phép người bảo vệ qua ở này. Security không người phải bảo là người vệ bảo cho vệ, phép, người bảo vệ cho phép qua. cái này không phải là người bảo vệ. Security. Mình sai cái chỗ, mình dịch sai chỗ này là có là nguy hiểm em ơi. Rồi chị thấy cái câu này đáp án của các bạn cũng khác nhau, để xem coi mấy bạn chọn, có bạn Security chọn để bảo vệ có mà bạn nhỉ? chọn security là bảo vệ đúng rồi, nhưng mà không phải là người. Còn cái pass này là nếu mà động từ á, thì nó là pass là đi qua đúng không? Đúng không? Oh.
Để chị nói lại, past này nếu mà động từ á thì Khá bảo vệ à? nó sẽ là đi qua đúng không? Đi qua. Nhưng mà khi mà past này là danh từ á thì nó sẽ là một cái thẻ. Là cái này là gọi là kiểu như là cái security pass, là kiểu như là cái thẻ an ninh ấy. Security pass là này là có nghĩa là cái thẻ an ninh. Ngay nha. An ninh. Rồi nhìn bây giờ mình sai một từ là mình toan cái này liền. Rồi chị thấy ở trong đáp án của các em cũng có B cũng có C luôn nè, là hiện tại mình đang có ba đáp án luôn. Rồi bây giờ cho quý đi, tại vì con này của quý 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 có ý định chọn lại không? Câu này chọn lại có khi chọn option, Rồi tại sao chọn option em? tức là những cái bất bất kỳ gọi là khách nào thì to the product sản xuất, cơ sở sản xuất Đúng thì phải có được cái thẻ này từ cái thông tin của cái bàn đấy, trước rồi. cái Bàn thông tin. Cái bàn nối thông tin. bàn thông tin tại tại trước cái entrance nối vào. Rồi, thứ hai nữa là em để ý là cái information, đúng, information ý đó. Sao lát vậy ta? Cùng những thông tin này hơi lỗi nha. Rồi information pass đó là cái à nhầm, tôi nói một hồi cái tôi lát nè. Bản thông tin Công nghệ thông tin này hơi bị lỗ. Rồi cái định là cái bàn thông tin nha, thông tin chứ không phải là cái thông tin ở thông tin bàn nha. Cái này là kiểu như cụm danh từ thì mình phải dịch ngược lại chứ đúng không, mình phải dịch tin. kéo từ cái này chạy qua đó. Hay là cái này đúng không? Security pass cũng vậy. Thì là cái thẻ thông tin, cái thẻ an ninh. Ngược lại nha. Rồi ok, câu C đúng rồi ha. Nhưng mà chị thấy một số bạn chọn B. Thì do ủa, hình như giải thích chưa ta? Là mình sẽ có sự khác nhau giữa từ a trees với từ từ a trees đó. Là kiểu như là mình Với gọi là lấy dùng từ với lấy, gọi là đạt được. Đạt được là nghe nó đạt trên được và rất là cao cả đúng không em, là kiểu là mình phải tốn sức nha, tốn sức là kiểu nói chung ấy là cái việc mà mình đạt được cái gì đúng không, ví dụ như là tôi đạt được điểm 10 đi, là kiểu như là mình đạt được là mình phải bỏ cái công sức ra mình mới đạt được cái đó đúng không. Còn cái từ obtain, động từ ha, ý động từ ha, là kiểu có được lấy được, là kiểu nói chung là mình đi qua mình lấy thôi chứ mình không có tốn sức nha. Thì cái này nè đúng không, những cái người bất kỳ những cái người mà đến khách tham quan mà đến cái chỗ sản xuất ấy, cái cơ sở sản xuất ấy, thì phải có được cái thẻ an ninh đúng không, có qua lấy thôi chứ đâu có cái đâu kiểu mình phải tốn sức, mình phải học hành cái gì đâu đúng không. Đây khác biệt nha, chị thấy có một số bạn cũng chọn B nè. Rồi nhớ nha. Rồi. Năm câu tiếp theo, năm câu tiếp theo nghĩa hả? Rồi, alo nghĩa. Câu 106 là câu An. Câu A. Để xem rồi, em giải thích nhanh luôn hả? À, các bạn khác trái thì chị nha, để chị xem có câu nào mà các em khác nhau chị cũng hú lại. Thì ở trước nó có chạm từ với lại từ khen nâng trong động từ. Thì mình quan trọng chữ khen thôi, cái chữ phú ly nó cũng nói chung là từ trạng từ cũng được, nhưng mà thôi chữ khen thì nó quan trọng hơn, sau khen là động từ thường vậy thôi. À, tiếp tục em ơi. 107 là Câu gì đây? câu B. Ok, tại sao em? Rồi, ở đây chị cũng thấy có một bạn lựa chọn khác rồi nè. Để xem, rồi có một bạn chọn khác, có một bạn chọn A, vậy chẳng có gì giải thích luôn. Rồi, sao em chọn B? Chọn tính thôi. Ok, cái này em chọn tính từ đúng rồi. Để xem, placing
Phrasing, ừ, phrasing là tính từ, hay ngôn ngữ thì là tính từ. Rồi sao chọn idiom, không chọn im nghe. Ủa, để sau năm có tăng ngủ. Tân ngữ, tân ngữ thì nó liên Câu quan gì? bị động ở ngoài sau không có tăng ngủ. Rồi để chị giải thích rõ luôn ha. Cái tính từ, cái việc mà từ động từ đúng không, mà các em mà thêm ed đúng không, hoặc là các em thêm in vô cái tự nhiên nó thành à, tự nhiên nó thành tính từ đúng không, thì cái trường hợp thì mình sẽ có cái trường hợp này đúng không, thì làm sao để phân biệt được cái con vi ved à, con vi à, nhầm khi nào mà mình dùng tính từ ed hoặc là khi nào mình dùng tính từ in, thì các em cứ nghĩ nó như là ED đúng không? ED là biểu hiện cho cái gì? Cho cái bị động đúng không? Be, 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 đúng không? Còn in là biểu hiện cho gì? Là verb in là kiểu như là tiếp diễn đúng không? Thì nó là chủ động. Thì từ đó suy ra là cái ED đó, thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ là tính từ mang nghĩa bị động. Còn in đó thì là tính từ mang nghĩa chủ động. Đây. Thì rồi cái cách mà để dùng hai cái này á, thì thường thì mình phải hiểu được cái hoàn cảnh của nó, ví dụ như là bị động đúng không, có nghĩa là mình bị tác động bởi cái gì, thì mình với thế đúng không. Còn tính từ mang nghĩa chủ động, chủ động đâu rồi à, tính từ mang nghĩa chủ động có nghĩa là gì, là tự nó như thế đúng không, tự tự nó phát ra, tự tự người đó như thế, thì ông này ông hài lòng với cái này đúng không, ông hài lòng với cái sự nâng cấp mà được tạo bởi cái client của ổng đúng không, thì ổng bị tác động đúng không, ổng bởi vì cái renovation nó cái sự nâng cấp ấy nó được làm à, okay. Bởi vì cái sự nâng cấp nó được làm đến với cái client này của ổng đúng không, nên ổng đây ổng mới hài lòng đúng không, nên ổng mới hài lòng bởi vì cái đó đúng không, nên ổng mới hài lòng, có nghĩa là gì, có nghĩa là ổng bị tác động. Ok lá không các em. Thì cái việc mà khi mà mình hiểu được cái hoàn cảnh mà bị tác động hay không bị tác động thì nó cũng mệt lắm các em ơi. Nên thường thì hồi xưa không biết là trường các em có dạy như thế không, nhưng mà hồi xưa chị học cấp 2, cấp 3 ấy, thì thầy cô cứ nói là cứ người đi thì người thì auto bị tác động, nên người thì hay đi với ED, còn vật vật thì kiểu như vật nó tự như thế chứ ai mà đụng cho nó đúng không, thì mặt trời thì nó đẹp phải sao đó, thì nó tự nó tỏa ra nó đẹp phải là sao đó đúng không, thì vật thì thường là in, thì đây là cách nhớ thôi ha, chứ 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 nó chỉ đúng đến tầm nó chỉ đúng tầm tầm 80-90% thôi ha. Khi nào mà ví dụ như các em không có hiểu được cái ý của nó thì ok mình sẽ áp dụng như thế này, còn còn thì bình thường thì chị vẫn khuyên các em nên hiểu cái ý của nó hơn, là ông này ông bị ông hài lòng bởi vì sao, bởi vì cái renovation nó được làm đúng không, cái sự nâng cấp rồi ha. Rồi con 10 em ơi, con 10 con Con 108 D. rồi à, con 108 à, D rồi, tại sao em cái này ít nghĩa hả? Trước khi 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 mà nhận được cái xe xe của bạn thì nên đảm bảo kiểm tra một cách kỹ lưỡng cái xe đó trước khi mà những Đây là cho những cái hư tổn mà tồn tại trước đó, hơi tốn chẳng. là có nghĩa là khi mà mình thuê xe thì mình nên kiểm tra một cách kỹ lưỡng đúng không, thoroughly, một cách kỹ lưỡng thấu đáo. Chị ơi, chị thấy có câu này có bạn chọn C này là cái cực kỳ thì nó không liên quan gì hả, cái này là một cách kỹ lưỡng lưỡng thấu đáo. Đây thì trước khi thuê xe đúng không, trước khi mà lấy cái xe thuê thì nên nên đảm bảo rằng là phải kiểm tra cái phương tiện ấy một cách kỹ lưỡng, để à, cho ấy, cho là kiểu như là để tránh cho đi, để tránh cho những cái thiệt hại tồn tại trước đó. Rồi ok la. Rồi con này con. Một Rồi hai con trăm tiếp theo em ơi. linh chín là Câu B để xem. B.
Đi, tại sao em? Để xem con này có bạn nào dính không? Thì sau sông Mô là một danh từ đến được sông nhiều. Rồi ok, câu này các bạn đúng hết ha. Rồi ok. Rồi mo nè, mo. À, nhớ nha. Không Mo lại gì? nha. Thì Được tất nhiên là mình nha. chưa nói. Không Rồi, không phải từ nha. 110. Được rồi. Một trăm mười rồi B Em sao em? Cái này dịch nghĩa à? Những người staff thì được, những người nhân viên thì được yêu cầu follow cái gì? rồi cầu theo dõi cái quy định hiện tại để viết một cái sách nhân viên Cái sách hướng dẫn nhân viên ấy. dẫn liền, nếu không thì Nếu không thì họ sẽ bị cảnh cáo nhắc nhở bởi cái người supervisor của họ, bởi người giám sát của họ, đúng không? Rồi ok, là cái điều khoản hiện tại nha. Regulation. Hôm nay mình học câu chậm thôi. Thôi bây giờ đọc đáp án thôi. Mình đọc đáp án thôi, câu nào mà các em khác nhau thì mình sẽ dừng lại để giải thích thôi. Tiếp theo là Ngọc. Ngọc nào câu tiếp theo à? Yeah. Các bạn phát sát nha. Rồi, có 111 gì em? Yeah. Gì? Rồi. Ai Rồi. 13, 14 em ơi. ai ba yên cho ai 13 ai và chúng ta có sự khác nhau trong này á. À, 14, 15. xin đáp xin 14C, 15C. Rồi, bây giờ bắt đầu xét luôn rồi. Xét luôn rồi thì nó lại xin 11 đúng rồi, 2 O thì đúng rồi. Rồi, 13 thì dễ dừng lại, dễ tác thì dễ đi. Rồi, 14 thì variety ớt đúng không? Rồi, 15 thì tất nhiên phải có gen thì phải so sánh hơn. Ok là. Rồi, câu 13 để xem. Câu 13. Rồi, câu 13 dịch nghĩa rồi, em dịch nghĩa chị ha. Câu 13 để xem có bạn chọn B ủa nè. cái này chị Hả? em lười nhá, Sao lười? em thấy mấy cái điều nó hợp nghĩa nên em chọn ai á. Để xem cái này đúng không? Để xem cái chương trình training Chương trình online. đào tạo của cái tập đoàn, cái chương trình đào tạo với tập đoàn nó để kết nối cái Gì kết nối thì từ khoan nha. interact. Tới chỗ này, từ chỗ này là danh từ đúng không? Chỗ này là tính từ, các em chọn là tính từ đúng không? Thì cái này nó phải là một cụm danh từ thì em phải dịch ngược lại chứ em, nó phải có cái tính năng tương tác chứ đúng không? Đúng không vậy nè. Rồi, nhưng mà ok cái này chọn đúng rồi ha, nhưng mà em dịch nó hơi ấy, là chỗ này đúng không, chỗ này tự nhiên mình thấy tính từ, cái sau lưng của nó là danh từ đúng không, thì chứng tỏ cái này là cụm danh từ đúng không, cụm danh từ thì mình phải dịch ngược lại chứ, là nó phải có cái tính năng tương tác nha, chứ nó có cái tương tác tính năng là dịch dịch để làm gì sai ấy. Đúng không, danh từ có thấy tính từ thì phải dịch cụm danh từ, mà cái này là cụm danh từ thì mình dịch ngược lại là cái tính năng tương tác nè. Cứ động từ thì mình dịch xuống tới, động từ thì mình cứ dịch tới, rồi còn danh từ thì mình dịch ngược lại. Rồi xong. Còn tiếng Anh thì có cấu trúc nó cũng gần giống tiếng Việt, nó khác cái danh từ làm dịch ngược lại là xong rồi. Rồi ok, những con này đúng rồi ha. Rồi ok. Rồi 8 giờ rồi, bây giờ mình sẽ trên nhằm 9 giờ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chia nhóm ra để làm nhanh nha. Chứ không là chúng ta sẽ bài nó sẽ toang mất.
Em Làm đến hết luôn à? nãy là các em đều nói là các em đã làm rồi đúng không? Thì bây giờ chỉ cần check đáp án thôi và xem với là nhóm mình như thế nào đúng không? Rồi mọi người đã làm hết chưa Hết được cái vậy? bài 3 năm. Tiên tử được không vậy trời? Để xem bây giờ hiện tại là có 7 có 8 bạn, 8 bạn chia 4 nhóm thì 2, 3 nhóm thì nó cũng lẻ. Thôi chia 2 nhóm đi, 2 nhóm cho nó đều. Rồi tất nhiên là chị cũng chia random rồi, chứ biết gì đâu. Rồi. Ok, các em join vào nha. Để xem. Ủa sao nhắm một thiếu ai rồi? Có một người nữa nhỉ? Một Đúng rồi. bạn thôi. Nãy chị cũng không quên đọc tên mất thì chị cũng không nhớ ai nữa. Thôi nói chung là để từ từ bật cho. Rồi bây giờ các em sẽ làm những cái phần tiếp theo nha. Thì bây giờ các em làm rồi đúng không? Thì chỉ cần đọc án cho nhau thôi, chứ câu nào khác thì tự nhiên mình dừng lại cái mình giải thích cho nhau xem là câu câu đó là ai đúng ai sai. Ok la nha. Nhưng mà một thành viên khác là ta. Chị nhảy lại thôi. Ngô Mỹ Ngọc. Ủa? Ủa sao bây giờ còn sao bây giờ còn còn 7 người mới vậy? Để xem có ai ăn không ta. Vậy là đúng rồi ý. Nên là nhóm này chỉ có 3 người thôi. Kim nè. Rồi bây giờ các em hành động nha. Nhóm 3 người á. Nãy chị nhìn kiểu gì ra 8 người. À chắc là nãy chị đếm luôn chị. Rồi ok các em tiếp tục làm nha. Ủa sao im lặng quá vậy các em ơi, làm đi em các em ơi. À để chị xe quyền rồi, xe màn hình rồi á. Bây giờ tôi cho 30 phút cho làm ý. Chọn gì? Cái này mình làm trước rồi đó các em, bây giờ mình chỉ cần đọc đáp án cho nhau thôi đúng không? Cái mình có câu nào lạ lạ cái mình sẽ Tắt tắt biết rồi. rồi, thì chị cho xem màn hình rồi, các em có thể xem màn hình cho nó dễ kiểm tra cũng được. Rồi làm nhanh nha, 9:30 là mình sẽ quay lại ha. Ôi người ơi, lúc nãy tớ vào muộn ấy, ai là thư ký ấy, ai ai kiểu ghi lại đáp án. Ôi chưa qua thư ký hết á, kiểu chưa thấy ai nói gì hết Không thì các á. bạn cứ Tưởng mỗi người đọc. thì bây giờ mình thống nhất một câu đúng không, thì chị nghĩ cũng đúng mức cần cần thư ký đâu đúng không, ví dụ như một bạn bạn đọc đáp án xong các bạn hú lại thấy thì sửa, thì tất nhiên là mình cũng phải sửa cho mình đúng không, thì có nghĩa là sau đó thì cái file của anh nó cũng sẽ được thống nhất rồi nên cũng không đến mức cần thư ký đâu ha. Còn các em kỹ thì có thể cần thư ký. À bây giờ chị bay đây. Sao Huyền này, Huyền lại share màn hình là thế nào nhỉ? Thì có xe đâu, Vân đang Đấy xe thế. mà. À, Vân đang xe mà. Sao máy em nó lag thế nhỉ? Các em ơi, thì giờ mình đọc cái báo mình xét lẹ nha. Tắt xe đi em ơi. Bạn em lag không không xem được. Ok, hoặc là nếu mà xe thì chỉ nên xe một màn hình thôi ha, chứ nếu có công đổi thông tin. Rồi Đi xem màn hình nha, xem được không? bây giờ tới tới quý xe thử Xem rồi đấy. Xem rồi chưa? Alo. ha. Rồi, thấy vẫn thấy màn hình của Vân Vũ ha. À nha. Rồi, không bây giờ rồi ok là Vân đi luôn rồi. Ủa? Đây màn hình của Vân này hay sao hay là Đây là màn hình của Nghĩa. Rồi Nghĩa hành động rồi đó. Nhân công nghệ thông tin là phải nhanh chóng chứ em.
Rồi, ok, để cho Văn Không vô lại cứ đúng một đúng không? thế cứ ấy vậy, được đâu được, nghĩa đi đến 10 năm chưa, 10 năm chưa làm à, 10 năm vừa mới chọn C đúng không? Rồi, Hai ok anh ra em là được. phải giải thích nhau nha. Có câu nào mà thành viên trong nhóm khác nhau hay là không hiểu thì phải giải thích cho nhau nha. Chứ không Ok. ok. Này vào rồi. À đúng rồi, B1. B1 em chọn D á. Ba Đây đúng tư. không? Còn đúng không? D. Ba tư Sao đấy. tư Sao khi nói chuyện được? 134. Một B4. B4 anh. anh Ừ. chọn là Tưởng C, 34 là C. IC hả? Cứ khi Nghĩa là nào? sâu sắc. Sâu So vậy nên à nhưng mà đúng. vậy vậy nên ở cuối nó cứ kỳ kỳ sao ấy, hoặc là để tôi cứ phanh tròn câu đấy là chính xong nhá. Sẽ đánh dấu lại sẽ. Rồi tiếp nha. À mình biết sâu sắc. À phải C. À, Tiếp tiếp câu đi 1 Ngọc. B5 em chọn B. Không biết B5. Thì Một ở câu này B6. Sao một câu 1 câu 3 câu 1 B5 có ai chọn khác không? 35 đi về. Đúng B. rồi. Ờ mình cũng nghĩ là D gần đây. Ô, em Mày chọn cũng thế. câu bờ B. á. B. Nó khác nhau thì các em giải thích ví dụ như là mình phải gọi là phản biện đó các em, phản biện thì ai 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 hợp lý thì mình theo. Thật ra câu 135 này vân vân đi kiểu thế nào nó cũng không hợp lý cho lắm Chắc kiểu là thi B nó là tại vì nhu cầu y tế sắp tới mà. 136 là câu B câu bờ á. Ui nhóm này nhanh ghê rồi, dịp lại nhóm kia đó. 137 là câu A. 138 là câu A. Invisible. Cho invisible. Eligible. À. Ok, tức là đủ. Không cần Thì dịch nghĩa chọn không ạ? Nhớ tí bị hỏi. không, không không cần đâu. Mình chọn nó À, vào nó đúng được. hết. Nếu mà đúng hết thì ok la. Còn nếu mà bạn nào sai sai khác khác thì nhớ hú lại giải thích ha. Ok. Câu 21. 121. À. 121 A chọn A luôn, brief Ngắn gọn. đúng không? 122, 122 chọn bài à? Còn Bài bằng cách nhá. 123, 123 là từ từ chấm cấm mành vô, nghĩa làm chưa, nghĩa là em làm chưa, đang làm em làm cái đang pha này làm chưa. Rồi chưa nếu mà em đang làm thì em chú ý đáp án, rồi ví dụ như là các bạn có thể giải thích nhanh trên nghĩa cũng được, nói chung là mình làm nhóm mà. đó thì cũng đang đấy. Cô 123 chọn thu rồi à. Vâng, bởi vì đây để em dịch nghĩa này. Cái này thì nó tiết lộ rằng một cái nhãn hàng, một cái dãy nhãn hàng mới về cái đặc thiết kế đặc biệt về cái đồ nội thất cho sinh viên cao đẳng, những cái người mà sống ở cái ký túc xá nhỏ, reside bằng với live là sống. Cái câu này từ từ để chị nói lại cái câu này luôn ha. Cái câu này thì thực chất thì mình cũng không cần dịch nghĩa em, tại vì cái này là loại từ đúng không các em, nhìn cái kiểu gọi là cái đầu chữ nó giống nhau đúng không, thì câu này chứng tỏ là câu này là loại từ, thì mình phải chú ý đến ngữ pháp. Thì cái này là mệnh đề quan hệ đúng không, mệnh đề quan Đó. hệ sâu hưu là một sâu hưu là động từ. Rồi, tiếp tục ha. Một hai bốn chọn C. C. C Ít đắt hơn so với việc di chuyển ở đi trung tâm chợ trung thành tâm. phố. 125, 125 chọn trang từ không? D không? Có. D à? 126, 126 chọn play A.
Câu này em đang phân vân ấy. Câu 4 Em chọn 26 nghĩ chọn gì? Nghĩ một tí đi xem. sáu 126 là anh dịch nó là một bốn hai người. lăm từ từ sao 125 highlight tập hai câu luôn cái em chị thấy si mới đi luôn nè Đêm mà cuối cùng em highlight chữ nào đêm rồi ok 126 hai là nè 26 cái gốc từ nó cái từ nó khác lét nhau việt nghĩa này rồi bắt đầu việt nghĩa cái nào được mình chọn bốn cái gì nhỉ? bốn người, anh dịch là bốn người. Wow, chưa? Người đó từ 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 đỏ Bốn cái khách này sạn à? sai luôn Executive. sai luôn bốn cái gì đây Bốn nhà điều hành. sai luôn Executive. ui gì đó rồi cái này từ từ cái này Bốn người điều hành khách sạn. không phải luôn bốn cái Không. gì bốn cái gì em đã trả lời đúng cho tôi cái này cái coi bốn cái gì Bốn phòng. Bốn phòng đặc biệt à. không đâu à, bây giờ chủ ngữ của cái này là gì chủ ngữ của cái này là gì à, Suite. đúng rồi là từ chữ từ cái chữ suit trở lên đúng không trở về trước rồi Không. à, nghĩa là cái thanh gạch đi gạch cái chỗ mà trước chữ chữ hè có cái thanh gạch không có cái bút á rồi gạch chữ trước chữ gạch gạch trước chữ hè chị đó thì cái phần ở trên này chính là một cái chủ ngữ đúng không thì nó sẽ làm danh từ cộng danh từ thì danh từ cộng danh từ mình phải ngược lại chứ đúng không bốn cái gì bốn cái suit là cái bộ đồ là cái âu phục ấy Okay. Đó mình phải xác định được cái thành phần người dường như là cái là cụm danh từ nó ngược lên đúng không chứ các em nhảy vô chứ SQC là SQC là người gọi là người cao ấy nhảy vô cấp cao là sai hay là có hấu theo cũng sai luôn đúng không đó rồi bây giờ việc kia tôi rồi cái này là đó cái vật đúng không nếu mà các em kêu người người thì được được gì cái này là cái vật mà đúng không người thì has been là bị động nha và người thì quên cái vật cái bộ đồ thì được như thế nào đó cho Ủa? à, giờ chọn hợp lý nha người ý như thôi chị bay đây Ủa? đó cái từ đó ví dụ như từ đó em không dịch được đúng không có từ mà diplomat ấy em không dịch được đúng không nhưng mà em biết em có biết được cái này là người hay là vật hay là gì không Người. tại sao người nhỉ Người. Nhà ngoại giao. Có u này. ừ đúng rồi ví dụ như là em không biết nghĩa của từ này nhưng mà phía sau nó có hu này đúng không đó mình biết cái này là được được cái bộ đồ nó được sao đó cho người traveling cái người mà sao cái người mà đang được đang công tác ở nước ngoài thì cái bộ đồ nó sao Cái bộ đồ nó được chọn. rồi chị bay Mấy đây cái ở nhà ủa sao sao nguyên mấy đứa kia nó bay ra hết rồi ủa ủa
Mỗi Ok, 128. Anh ấy chọn câu gì? rồi. Mỗi à? 128 à? Câu 12. này em cũng phân vân Anh đang câu này chọn phải là for the graphic design cho cái vị trí người thiết kế đồ chúng tôi họa thì cần chúng tôi cần một người cái ứng ứng tuyển viên có cả vừa bằng cấp có và học thức vừa học thức có và chuyên gia professional kinh nghiệm. qualification, tức là bằng cấp trình độ cao đúng không? Người tìm kiếm Patrick business from East solution, chắc là solution. Đoạn đằng sau em không dịch được. Em chọn solution bởi vì tìm kiếm người có thể Patrick Nhóm Patrick chưa. nó bay đâu rồi ta? Nôm na nó kiểu sẽ tìm được người kiểu chịu trách nhiệm được. Tiếp 129. Một hai chín, một hai chín chọn B không? Chị chưa bật, chị chưa có bật mic đó chị. À, sorry. Ủa, chị kiếm mấy em quá trời luôn, biết là làm xong là ly, là ly không biết đi nó luôn hả? Rồi bây giờ có đáp án chắc chưa? Chắc nha. Bên này bốn người lần đó. Nhớ là làm đúng làm chắc nha. Bên kia vẫn còn đang làm. Nhà cái gì xem thử, giờ chị bóc đại câu nào thử hỏi hỏi thử ai biết không ta? Cái này làm nhanh quá, để bóc đại câu nào hỏi thử nguyên đa nguyên nhóm trả lời ổn nha. Nhanh câu nào ta, câu nào có khó đi. Thôi câu 26 đi. Hello, nhóm bốn cô gái câu 26 sao? Đi. Câu B, câu M. Câu Câu bờ. B. Rồi, tại sao? Chị thấy nhóm mình kia đang phân vân câu này, chị lượn qua hú các em cứ. Đặt trước vậy ạ. Đặt trước đúng không? Rồi, bây giờ với câu này đi, câu này chủ ngữ là cái nào các em? Chủ ngữ của câu này là cái nào? Bây giờ đây nha, bốn gì, bốn cái gì nha? Bốn trong số các dãy phòng. Để xem. Là cái từ này là từ chính của các em đúng không? Đúng không? Hồi nãy chị thấy nhóm bên kia là nó là nhóm bên kia xác định cái từ cái chỗ này, cái kiểu như là gọi là cắt ngang cái chỗ này mất, thì nó sẽ dịch cái từ này là gọi là nhân viên cấp cao ấy, thì cái bị lộ ok là các em đúng rồi ha. Hai dãy phòng rồi, ok là đây là nhóm bên đây ổn nè, nhóm hồi nãy bên trước là nó sẽ bóc cái từ này làm chủ ngữ chính là toi. Nãy bên kia rồi, câu 17 đi, câu 17 cái gì các em? Câu 17 sao đây? Câu này phân vân ạ. Chơi chốt được Rồi, ạ. chưa chốt được, chơi chưa chốt được mà ao dương rồi hả? Rồi bây giờ người chốt Đợi thì tôi chị nhắc chốt. cái câu này nha. Rồi mấy em phân vân cái gì, mấy em phân vân câu này để chị xem luôn. Xe với Ủa cái này à, C với D á, xe với trời đề. C với D á,
Thường chị thấy lớp mấy lớp khác nó phân phân hai cái này mà ta, mà Câu D, câu D. phân phân hai cái này rồi. Rồi chị nói là các em sai rồi đó. Nhưng mà tôi không có nói trời, chứ không nhóm kia nó sẽ kêu tôi. Làm sao đi, nó tôi báo trước là sai câu đó rồi. Thấy chưa, bốc đại câu này cũng bốc bốc random là cũng bị dính, thấy chưa? Chốt cho kỹ nha, bên này bốn người lận. Để chị nhảy qua break room lại, nó Chị mới ơi, kêu. chị Hả? giải thích giùm em câu đó đi. Em sắp rời dương rồi. Ok, rồi mấy ngọc bay trước. Ok, cái này đúng không? Khi mà mình thấy cái dạng như thế này là tất nhiên là mình phải kiểu như là mình phải thuộc được hết ngữ pháp đó, đúng không? Thì như con dây là gì, con dây thì nó sẽ làm gì các em? Con dây nó sẽ làm chủ ngữ đúng không? Đúng không? Chủ ngữ. Và sau chủ ngữ thì sau nó sẽ là động từ. Cái này mình nhớ đúng không? Rồi con gen thì nó làm tân ngữ đúng không? Tân ngữ thì nó thì à ấy là nó sau sau nó là động từ. Rồi, còn con này là nó nằm sau động từ. Đúng không? Nói chung là mấy cái dạng mà dây dây him cell rồi her cell rồi, nói chung là cái này mình học thuộc nha. Rồi cái này thì gọi là tính đại từ phản thân ra. Cái này là đại từ phản thân đúng không? Thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ thường là nó nằm sau by hoặc là đôi khi nó không có by luôn, nó nằm sau động từ luôn. Rồi con xe ôm thì nó thường là đi với nó nằm sau on. Rồi biết đáp án nào rồi đó. Rồi ở đây đúng không, ở có một điểm nhấn mạnh nè, cái từ rồi biết chọn cái đáp án rồi chưa các em? Nằm để chị gõ cái này sai nữa, nằm sau rồi biết đáp án rồi. Nhưng mà ở đây chị có một cái điểm cần nhớ nha, cái từ xe ôm ấy là nó bằng nghĩa với từ sale luôn ý, hai cái từ này nghĩa nó bằng nhau. Nhưng mà con sale là nó chỉ nói gì, nó nằm sau buy, còn con này thì nó nằm sau on. Nên khi thứ nhất là cái này một phần là mình dịch nghĩa mình mới biết được là nó tác động lên chính nó, tại vì đây là đại từ phản thân đúng không, nó phải tác động lên chính nó. Thì ok là mình sẽ phân vân giữa sale với lại sale. Rồi thì tất nhiên là sale xong nó nằm buy, còn con xe ôm thì nó chỉ nằm sau nó nằm sau on. Con xe ôm thì bắt buộc có on nha, còn con xem theo xe thì đôi khi nó không có bay, nó nằm sau động từ cũng được. Nhưng mà cái này mình thấy có on thì mình chọn xe ôm. À, còn còn cái nghĩa đó thì hai cái từ nó bằng nhau nha, xe ôm với lại xem xe nó bằng nhau. Giống như là xe hơ ôm thì nó bằng gì đó em, nó bằng hơi xe đúng không? Ok rồi thì gì nữa, mai ôm đúng không, mai ôm nó sẽ bằng mai sale. Mai sale rồi kiểu kiểu như vậy ha. Thì nó mình nhớ cái từ on cái từ buy để nào nhảy vô, thì thường thường là cái này nó đánh lừa bấy nhiêu đó à. Thường ấy là thường mình những câu mà nó bắt buộc mình chọn giữa sale on với lại sale thì nó sẽ khác nhau của từ on với từ buy này ha. Để tôi bóc đại thử câu nào còn còn câu nào nữa không. Câu này thì chắc là ok là một cái này thì nghĩa thì lát nào rồi câu này sao các em, câu 28 sao, câu 28 định nghĩa nha. Câu này là chọn oxy. Gì chốt rồi á. Rồi ok, nói chung là chồng tôi định nghĩa sau chứ giờ tôi nhìn cho tôi cũng chưa kịp định nghĩa, tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi. Còn mấy cái này nói chung là mấy cái này ngữ pháp thì còn hú được. Rồi nói chung là
còn đoạn sau nữa cho mấy mấy đoạn văn tao ở xíu sau nữa mà ủa làm xong rồi á nhanh vậy. Rồi bây giờ lôi mấy câu nào phân vân ra thảo luận đi ha, để chị bay qua nhóm kia thử, nhóm nhóm bên kia làm xong chưa. Gì được 139, 139 là chọn D, Louis. 39 thì cũng dựa vào những cái câu đằng trước đây để em dịch. Tôi rất là gì đó để mà thông báo rằng một cái nhu cầu tăng lên trong cho Cậu cái việc sử dụng dịch vụ của chúng ta, thì cái này thì mở cửa, sẽ mở cái chi mở nhánh thứ mở hai ở vài đây ngày thứ hai vào ngày September 1 tháng 9, 1 tháng 9 thì năm nó năm sẽ chuỗi nó đấy. sẽ liên quan đến cái chi nhánh mở mới mở gì đó hoặc là cái gì Một. đó, thì em chọn đáp án D luôn, bởi vì nó cũng có cái tên này này, pha lây gì đó sẽ là cái chi nhánh dẫn đầu, sẽ là cái chi Và nhánh nó dẫn đầu, bảo nghĩa là là this cái chi new nhánh thứ brand. hai này nó được mở ra thì nó cũng sẽ kiểu phát triển, cũng sẽ như cái chi nhánh thứ nhất ấy kiểu thế, nên em chọn D. Heading, cũng bị heading là phát triển đó. Heading là dẫn đầu đúng không Đấy, nhỉ? dẫn đầu. Hàng đầu ấy. Rồi, À. thứ nhất là chị thấy dịch cũng hay hay rồi ha. Rồi, thứ hai là chị nói cho cách để nhìn vô nhìn nhanh luôn nè. Là thường thì cái câu mà điền đục lỗ như thế này đúng không? Nó sẽ liên quan tới những câu trước. Thì nó sẽ dùng từ thay thế đúng không? Vâng. Nó sẽ dùng từ is nè, this nè. Ví dụ như là nó nói về cái này đúng không? Chứ nó dùng từ this. Thì tất nhiên là nó trước đó nó phải đề cập trước đúng không? Rồi is nè. Hay là this đâu gì đó, thì trong này mình sẽ thấy this đúng không? This new friend. Cái chi nhánh mới này đúng không? Rồi. Đó. À, À, câu rồi, thầm cấm mình nhé. Hồi nãy cái từ suốt, cái từ suốt ấy. Ok, mình nó có như có nghĩa là the verse nhưng mà nó còn có nghĩa là cái dãy nữa ha. Ok, sorry các em. Cái nãy mà cái executive suốt ấy, cái bốn cái gì đấy ạ? Đúng rồi, executive suite. Rồi, thì Đây nó đây đây. còn có nghĩa là cái dãy nữa. Để phòng Cái gì cơ? cái Cái dãy nó dãy. còn là dãy phòng nữa, Dãy. dãy phòng. Ừ, dãy phòng cao cấp chứ là executive là cao cấp đó, dãy phòng cao cấp của khách sạn. Rồi ok. Vậy Rồi hồi nãy một cái over, sorry. thì Tôi còn phân đáp vân là án ủa B hợp lý sao hơn cao đấy. Và đã cấp. được đặt trước. Đúng rồi, chắc nó đấy. Cái câu 140 em chọn bò. Vị trí, những cái vị trí công việc trống và đã được lấp đầy à? Được thế. Nhanh lẹ nha các em ơi, mình sắp hết giờ rồi nha. Câu 141. Staff member. Đây, những cái nhân viên người mà quan tâm đến cái việc mà tái định cư thì nên liên lạc với cái này. Wow. Resort là phòng nhân sự, quản lý nhân sự, manager, manager là quản lý nhân sự gì đấy. Shoot contact, we contact. 142. 142 là we are looking for, look forward new in our future. New client Câu service. Rồi. này em cũng chưa chắc chắn lắm. Client thì là khách hàng, period thì là khoảng này, còn employee là nhân viên, service thì là new service. Cái này đang nghĩa thì Dịch năn lên một vụ tí đấy. nha, xem là cái đầu đề năn lên một tí nha. From the on staff phục Tất cả nhân vụ. viên. Oh, this new client. We look forward to this new new client đi. New client là nhân khách hàng mới. Nãy em nó đâu có nhắc đến khách hàng đâu em ơi. Tìm Đấy rồi hả? dịch vụ Nãy chứ em nó nhỉ? không nhắc đến Vâng. khách hàng nha. Nếu như mà người nào quan tâm thì liên lạc đến cái ông này. Those approved for relocation will Em begin nghĩ their là roles in branch. Employee. We're looking for this new employee in our company future.
nhanh nha. Ok, cái này là kiểu như là mở thêm chi nhánh mới thì tìm thêm nhân viên mà, đúng không? Rồi. Ok, thế chọn C, à chọn D. Lên trên tiếp rồi còn con gì nữa, còn con ba ba mấy chưa dịch đúng không? Ơ còn Đây. một đoạn nữa em ơi, còn một đoạn nữa dưới các em làm cho ta. Con xong rồi lại lộn từ dưới lên Ừ. trên cơ. Làm rồi, làm từ dưới lên trên ạ. Con này xong chưa nhỉ? Con này Chưa chưa đúng không? Con rồi, này chưa này, hơi món nữa 35 là còn bốn đoạn bốn này hết nữa rồi. là hết. Ok, thank 3 phút you. rồi. Câu Cảm ơn. này em cũng Do cảm ơn bạn đã chọn medical needs. cái bệnh viện này Have cho. Hello các em. Giờ mình sẽ tới phút thứ 35 nha. Phút thứ 35 rồi mình sẽ 10 phút đọc đáp án. Chờ mình sẽ đọc đáp án kỹ không ta. Thì nhóm kia, ba người nên thôi mình sẽ cho nhóm kia thêm 5 phút nữa. Rồi, bây giờ các em thống nhất được đáp án nào phân vân nữa chưa? Còn câu nào phân vân nữa không? Rồi còn câu nào phân vân nữa Không, không, không cuối cùng ấy chị, câu cuối cùng của bài không? bọn Cuối em cùng là Vân á, hay là bạn cuối là bài đọc là câu 145 à 46 nhớ, không nhớ câu bao nhiêu nhưng mà câu cuối cùng câu cuối cùng thì chắc là 146 của bài đọc đúng hay là rồi, của bài một đọc bốn đúng không? sáu vâng, một bốn 146 đúng rồi ạ. Đọc các nhầm bạn C và D thì Giang phân vân si cái đi đúng không? Cái đây trong cái đó rồi cho có thể rồi cái nội dung của bài này là gì? Cái nội dung của bài này là nó kêu là nó update đúng không? Kiểu như là nó update cái sys là cái gì đây? Nó update cái hệ thống đó mình, cái chị hệ chia sẻ màn hình lên được không ạ? thống rồi các bạn khác ra là đúng không? Để xem các bạn bên Ra hết nhóm rồi, ra hết rồi, ra hết rồi, ra hết rồi, ra hết em ra rồi, vậy thôi bây giờ mình đọc đáp án rồi lát giải thích với phân lại đi, phân lại lát giải thích con này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu check đáp án nha các em. Để chị nhảy qua trang này chị đọc đi. À không, thôi xe cho các em check đi. Giọng chị sắp bể rồi. Rồi giờ mình sẽ check nhanh để khác câu nào là chị đánh dấu lại nha. Rồi rồi mỗi nhóm báo cho chị xem là câu nào có bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai nữa nghĩa trách nhiều rồi. Dạ. ha. Rồi check cẩn thận nha, phải trung thực nha. Ủa chết rồi, con này Nghe rớt từ đâu xuống vậy em? mình từ chương từ chương 116 rồi nhá. 116. Mấy Rồi Ngọc còn trụ được không em? Thôi Ngọc 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 cố trụ đến đến phút thứ 45 nha em. Rồi bây giờ ok. khác câu nào thì sát sát vào thanh trái cho chị nha. Không, sát luôn cái đáp án mà các em sai á. Để chị xem cứ các em sai như thế nào.
Sao im lặng quá vậy ta? Chị chưa thấy ai sáng vào cả. Nhưng mà cái em như thế nào đây? Rồi, nhóm của chúng ta đã check xong chưa ta? Rồi, ai đại diện? Bà chat vào cái chat chat cái câu mà các em sai ha. Ví dụ như là câu 15 đúng không? Ví dụ như câu 15 sai thì mình gõ câu 15 rồi thêm cái đáp án mà mình sai nữa ha, để chị xem các em sai như thế nào. Rồi. À, 108 chị mới ghi nhận được. Ủa, một câu á, một câu thôi á. Chưa chắc xong. À, đúng không? 218A. Rồi nhóm những cô gái sẽ im lặng quá ta. Ơ, sao em làm được cái chữ nó nghiêng giờ nghĩa? Nhân công nghệ ở quen nhân do an toàn thông tin phát biểu thử. Nó có cái gì đó Cái nháy hả? Cái dấu ngoặc ngoặc kép hả? Ngoặc kép thì nó sẽ ra nghiêng á. không nó, thì bấm vô chữ ba chấm ấy nó có chữ con chi đó. Chữ gì đó Qua qua tế à. là mình phát xong rồi chứ mình chọn cái đó. Ok ba chữ, tôi là công nghệ thông tin lỏ thôi. Để xem, à phí đúng không? Phí cũng là công nghệ thông tin nè. Phí phí nghĩa cùng cùng khóa đúng không ta? Đúng không? Phí năm hai nghĩa của năm hai đúng không ta? Em năm ba rồi chị. Ủa, phí năm mấy Thúy ơi? Em lại năm thì đi lại mà. À, với lại em năm hai. À, vậy thì bây giờ đang học cơ sở ngành thì ok. Cái rồi sớm thành chắc là học thi cộng cộng. Tờ ba. Rồi, ồ chốt là chốt xong. Ồ sao bên tao tao là chốt xong hết rồi đúng không? Tùy ok. Ủa khoan, để xem. Tao chỉ thấy Tuyền với Ngọc Trắc khác nhau ta. Hai hai bạn chung một nhóm mà đúng không? Thành cân thành dốt. Đây chỉ thấy có 118 cái em khác nhau nhỉ. Rồi bên này có 27 nhưng bên này không có. Từ khoan à, khoan cho hai bạn trong nhóm khác nhau ta. Rồi ok thôi dễ thì quanh lại gì thì con này khác thì quanh lại luôn. Nghĩa 118 đúng không? 118. Bên mình kia có sao 118 không? Bên kia có sao 118 á. Tôi đừng xem. Câu khác nhau là mấy cái câu bọn em vân vân đấy chị, nên là mỗi đứa vào đáp án này. Ồ. Để xem. Xem con này nó sẽ gì, nó sẽ hold on. Hold on. Hold on. Hai cái dòng. Cái này phải làm. Mày thấy có em đúng không? Đúng không? Mà thấy có em thì có là a a chứ đúng không?
Nó sẽ có hai câu hỏi giữa cái này và cái này, thì between, thì and nó đi với between đúng không? Chưa kết chưa xỉ màn hình. Ủa à, khoan khoan khoan, sorry. Sorry. Được. Chia sẻ màn hình. Lát nhẹ, lát nhẹ. Câu 118 đúng câu 118, để xem con những cái người khách hàng ấy mà họ sở hữu hai dòng sản phẩm, hai dòng ấy, hai cái line thì họ có câu hỏi, để xem em sẽ chọn vị A với D đó, between với lại D, để xem cái con gì đây, 18 18. Rồi, các bạn sẽ phân vân giữa A với D là between, Ấy ok, between thì nó cũng đi với and đúng không? oh, 18 sai à? Between nó cũng đi với and. Rồi. Không, cái đáp án này bị sai rồi, phải là between các em ơi. Bởi vì Đấy. recording, Thế recording thì nó phải đi với two. Đây là đáp án trong cái tài liệu nó bị sai. Đây ha. Cái recording là gì? Recording là liên quan đúng không? Thì nó liên sẽ quan. Đi với two ha, đi với two, còn between sẽ đi với and, thì cái này là có câu hỏi giữa cái này và cái kia ấy, là phải đi với between ha, cái này bán bị sai rồi. Thì xem phần tiếp theo là 100, 127, 28 đúng không? 127, 28, 27 rồi 28 luôn. Rồi 127 là xem 127 nhóm nào sai, tôi bóc nhóm kia trả lời cho rồi. Rất khổ. 127 bên nhóm Ngọc sai đúng không? Vậy thôi bên bên nhóm những bên nhóm Nghĩa, Vân với lại Quý trả lời ha. Thôi, Nghĩa đi. 127 à. D Một trăm à? hai bảy ấy này em. Đâu Rồi, D. Tại tôi chọn đi em. đó đằng sau có chữ hết. Thì nếu mà chọn con thì nó là số nhiều phải đi hết rồi. Xem bên này chọn câu 27B á, 27B thì 27B sai rồi ha. Đúng rồi, ví dụ như là nếu mà sai thì mình sai với câu A, với lại sao là sai với câu B ta, tại vì câu B O hình như mình O đó kìa, chỗ nào mà có cái từ O nó cứ cộng với danh từ số nhiều chứ đúng không, nó phải đi với à nó phải nó sẽ đi với số nhiều đúng không, thì đi với số nhiều thì cái động từ của nó phải là have chứ đúng không, cái động từ này là has nha, thôi nhấn mạnh cái này nha. Cái này là x này là một này đúng không, một mỗi một ý, mỗi cái người hành khách này thì nó sẽ đi với nó x sẽ đi với hết rồi ha, con này ha. Rồi có 128, 28 nhóm nào, 28 nhóm rồi, 28 nhóm của Ngọc, những cô gái trả lời nha, nhóm những cô gái rồi, con này dịch nghĩa dịch cho hay hay vào rồi, bạn nào đại diện dịch nghĩa con này ha. Rồi cho cái vị trí mà thiết Vị kế đồ trí họa thiết kế nào, chúng tôi cần cái người ứng người cử nộp viên, đơn, người ứng cử viên nó có kể cái trình độ về giáo dục và chuyên nghiệp, chuyên môn. người mẹ để tìm tham gia vào cái doanh nghiệp này từ từ cái sự khởi đầu của Từ cái sự khởi người mẹ đang muốn tìm kiếm trong muốn tìm kiếm tham gia vào cái kinh doanh bắt đầu từ cái sự khởi đầu, em nghĩ vậy. đầu, cái này bắt đầu cái sự khởi đầu, từ từ ý là em dịch câu đó rồi em mới hiểu, em mới hiểu ý là hiểu cái ý của nó cái em gọi là cái ý của nó như thế nào ấy. Theo ý này cái người mà khởi nghiệp á từ sự khởi đầu. Từ cái sự khởi đầu của nó, của à, nó ở đây là gì, nó của nó cái từ x đúng không, thì của nó thì nó ở đây là cái gì,
cái vị trí. Vị trí nè, vị trí hay là cái gì, là bây giờ nói là cái gì, Vị trí, position. À, cái graphic design position. và cái Vị vị trí và cái đồ họa. trí. Rồi sao rồi cuối cùng là em hiểu câu này như thế nào? Từ sự khởi đầu của nó. Rồi để xem các bạn trong nhóm cùng nhóm với Ngọc đâu rồi, hỗ trợ bạn SOS. Ý là dịch ra, ok em dịch ra từng từ đúng không, thì ok, nhưng mà dịch ra từng từ nhưng mà nó lại không có hiểu, tại vì cái câu này nó chỉ mình sẽ hiểu được cái bối cảnh của nó ấy, đúng không, chứ nếu mình dịch từng từ thì chưa thấy thuyết phục không. Tức là tham gia vào lúc ban đầu luôn nhá, không được tham gia giữa chừng nhé. Ban đầu rồi, từ lúc ban đầu cũng nghe cũng 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 ok, là kiểu kiểu như là nó tìm một cái người mà kiểu không cần, gọi là ví dụ như ta đề cập đến cái hai cái này đúng không, là kiểu kiểu chắc là cần người giỏi thôi, không có chắc là cái gì. Kiểu người ta cần người giỏi, nhưng mà chắc là không đến mức cần kinh nghiệm đâu, đúng. Là kiểu như là từ cái sự khởi đầu của nó ở đây là của nó, là của cái doanh nghiệp đó các em ơi, nó ở đây á là cái doanh nghiệp đó nha, nó cái từ nó khởi đầu của nó ấy, là nó đây là doanh nghiệp, là kiểu là cũng như nó muốn tìm cái người mà giỏi đi vô cái công ty của nó đúng không, mà cái người đó thì đang tìm kiếm tham gia vào một cái doanh nghiệp. Từ cái sự khởi đầu của nó thì cái nó ở đây là kiểu cái doanh nghiệp start up đi, start up đi, ok. Thì nghĩ một hồi thì nghĩ không ra cái từ start up, là khởi nghiệp ý, là kiểu như là nói chung là cái công ty này nó mới mở ra, nó cần nhiều người về vị trí này, thì ok, người ta giỏi về học, giỏi về trình độ rồi, professional nữa, để tham gia vào cái business mà từ 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 sự khởi đầu của nó, là có nghĩa là từ business mà start up ý. Để chị xem còn câu nào khác không? Chắc khá nhiều vậy. Khá nhiều vậy, cứu tôi cứu tôi. Câu này là đúng ổn hết rồi đúng không? Rồi tới câu đoạn văn. Rồi Ngọc bay sớm rồi á. Rồi ok la em. Ba ba mấy đây, 35, 34, 35. 34, 35. Có gì khó rồi vui lòng thông báo với manager nếu mà bạn có bất kỳ cái nhu cầu, cái chỗ này là cái này là danh từ ấy nha, cái nhu cầu mà giảm cân đặc biệt ấy, để mà chúng tôi có thể đáp ứng cho bạn đúng không. Đây đúng không, là cái nội dung của bài này là gì, là nói chung là bạn được mời đến cái picnic nè đúng không, rồi để xem rồi nó sẽ có chơi nè, chơi các kiểu, rồi thì mình sẽ enjoy, mình sẽ được ăn ngon đúng không. Rồi chú anh nó kêu là gì, vui lòng thông báo với quản lý nếu mà bạn có bất kỳ cái chế độ ăn kiêng đặc biệt rồi, để mà đúng không, để mà chúng tôi có thể đáp ứng cho bạn đúng không, kiểu như là mình ăn kiêng thì mình báo cho người ta rồi, nghĩa người ta còn có sắp xếp người ta đáp ứng cho mình chứ. Rồi cái này mình chọn để mà ha, sâu giáp là để mà. Rồi, để xem tiếp tục lại ngày 35, 35 là gì ta, xem nghĩ vô mà dính rồi. Để xem, cảm ơn vì đã lựa chọn cái bệnh viện này cho cái nhu cầu nhu để xem cái nhu cầu khám bệnh gần đây của bạn đúng không? Hiện tại hoặc là gần đây của bạn. Không chẳng lẽ tự nhiên này nhu cầu khám bệnh sau này, rồi nhu cầu khám bệnh trước đó, rồi nhu cầu khám bệnh sớm. Đúng không?
Đó là cái need thế này thì chị thấy trong thì nói chung là danh từ thì nó là cái nhu cầu y tế, nhu cầu khám bệnh gần đây của bạn. Rồi chị nói thử còn cái gì nữa không? 35 35, 42, 40, 42, 40, 42, 42. Ta ớt là thanh nguyên cái đại 40, 41, 42, 43 luôn hay sao? Sao 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 dữ vậy, cái từ để xem 40 sao đây. Này đang tìm một số lượng online để sẽ được update. À rồi ok, câu 40 đúng không, câu 40 về từ, câu 40 có một số từ để xem các em biết không. Cái từ arise, arise nghĩa là gì đây Tuyên? Arise nghĩa là gì? Chiều nay mới tra xong nảy sinh Rồi, nảy sinh đúng không? còn Nảy sinh ra. sinh. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên cái này đúng không? Thì chúng tôi đang 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 tìm kiếm chúng tôi đang tìm kiếm để lấp đầy một lượng cái khoảng trống, một lượng cái vị trí trống ấy ở nơi này đúng không? Rồi, cái phần công việc trên cái pay của chúng tôi ấy, là cái chỗ này thì sẽ được update khi đúng không, cái từ S lúc này thì sẽ dịch là khi ha, khi cái vị trí này nó như thế nào đó và nó được lấp đầy thì chỗ này mình sẽ hiểu như là khi nó như thế nào đó, khi nó bị sao đó và khi nó được lấp đầy thì khi nó sinh ra đúng không, chứ chẳng lẽ là khi nó mời, khi nó bận rộn. Cái này là bận rộn mà cũng có nghĩa là lấp đầy nữa. Nếu mà cái này lấp đầy thì nó bằng từ ở trên mất rồi. Rồi proceed thì là được tiến hành, bất ổn đúng không? Thì này sẽ được update khi mà cái vị trí này nó sinh ra hoặc là được lấp đầy. Ok lao. Kiểu như là thì em các em giống như là một cái công ty đúng không, thì nó sẽ có một cái web tuyển dụng của nó đúng không, thì cái vị trí của nó ví dụ như là nó có vị trí mới thì nó up update lên, còn khi mà nó là gọi là cái vị trí sinh ra ấy, arise, còn khi mà lấp đầy thì nó sẽ thông báo là cái này full rồi đúng không. Rồi để xem còn 144 là gì đây. Rồi những cái nhân viên ấy mà có niềm đam mê, có cái sự thích thú, nói chung là có mong muốn trong cái việc mà relocate là gọi là di cư ấy, di chuyển ấy, trong cái việc mà di chuyển ấy thì sao, thì nên liên lạc đúng không, thì nên liên lạc với cái manager của cái bộ phận HR này, là có nghĩa là gì, ở trên này đúng không, là nó open thêm một cái chi nhánh mới, là chi nhánh này cần người đúng không. Thì bây giờ cái vị trí này thì ok, nó được update rồi, nó sinh ra rồi, nó được fill rồi, rồi nó kêu là gì, những cái staff member là những cái gọi là cái người nhân viên ở công ty có chi nhánh thứ nhất ấy mà có niềm đam mê trong cái việc mà chuyển qua cái chi nhánh thứ hai ấy, nên relocating là kiểu như là chuyển di cư, chuyển điểm ấy, thì nên liên lạc đúng không? Thì nên liên lạc với cái ông này đúng không, cái này làm sao mình chia quá khứ được đúng không, làm sao mà quá khứ, cái này cũng quá khứ, cái này cũng quá khứ luôn, thì cái này hiện tại thôi. Rồi còn 142 là gì đây. Rồi chúng tôi rất là mong đợi vào cái gì đó mới này của công ty trong tương lai, cái gì mới. Client thì nãy giờ không nhắc nha, service nãy giờ cũng không nhắc luôn. Employee rồi, còn period, period là cái khoảng thời giai gian cái đây giai ạ. đoạn giai đoạn giai đoạn thời kỳ thời kỳ để xem thì gọi là gì, chúng tôi mong đợi vào cái B. mới này á, nhân viên rồi cái chị thấy ok, chị thấy có bạn nhầm đi đúng không. Khả năng B. Ok, câu đúng, đúng của mình là B ha. Câu C, câu D nghe cũng hợp lý đúng không? Nhưng mà thứ nhất là
nhân viên mới này, trước đó nó đâu có nhắc đến cái nhân viên nào đâu đúng không, này cái chuyện này this này đúng không, ví dụ như là nó chỉ chính xác là cái đứa kia rồi bây giờ nó mới mong đợi là cái con kia nó di từ cái chỗ khác thì với lần này đúng không, đúng không, nó bây giờ nó đâu có đề cập đến đứa nào đâu mà nó kêu này nè, đó là lần thứ nhất. Thứ hai thì ví dụ như là nó mong ví dụ như là em cái chỗ này các em đang phân vân employee, tại vì employee di cư đến chỗ khác đúng không, thì phải là nó mong đợi nhiều nhân viên, tự nhiên chỗ này chắc chắn là nó mong mong đợi có một đứa mới này đúng không, cái này không có Đúng. s employee chứ, mà nó mong đợi một đứa này trong 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 tương lai của công ty, bất gì công ty phải phụ thuộc vào một đứa đúng không, còn còn cô a với cô c thì bất ổn rồi, thì tất nhiên là cô b rồi, chúng tôi mong đợi vào cái giai đoạn mới này của công ty trong tương lai. Đấy, xem câu 143 đúng không? Thì xem cái con này nó phát hiện ra nó sẽ còn trong cái team này nó đã hoàn thành được cái giao dịch vào hôm qua, và cái quyết định này tất cả các bên trong tránh cái việc gián đoạn trong cái mùa đông. Thì các em chọn cái gì? Hôm qua thì các em chọn C á, C á tương lai á, rồi cái chỗ này là mình quan trọng cái thầy đúng không, câu này thì mình quan trọng cái thì trước hết là loại copy, cái này copy tự nhiên góp in thì phải có to be với góp in đúng không, rồi xem rồi mấy câu này đều có vẻ ổn. Bây giờ mình sẽ xác định thì của nó ha, nè thì người ta kêu là người ta đã hoàn thành cái giao dịch vào ngày hôm qua rồi, rồi cái quyết định này á thì được tạo ra đúng không, quyết định được tạo ra để đúng không, đúng không? Mình sẽ dịch là nó bằng cái bị động đúng không, chứ chẳng lẽ quyết định tạo ra nè là quyết định được tạo ra để upgrade đúng không, thì mình sẽ loại luôn câu A, tại vì câu A là chủ động, thì mình sẽ còn lại câu C với câu D đúng không. Ừ, nè, cái này là bị động tương lai, cái này là bị động quá khứ, rồi để xem là nó là bị động tương lai quá khứ cái quyết định này được tạo ra để upgrade trong tuần này nhằm nhằm tránh nhằm nhằm tránh cái sự gián đoạn trong cái mùa thu bận quay nhằm mùa đông bận rộn. Đó, xem thì cái quyết định này đã được tạo ra thì sẽ được tạo ra đã chứ, tại vì nó làm rồi này các em, thì xem nó làm, thì xem nó ở trên này là quá khứ đúng không, cái này cũng quá khứ này, nó phát hiện ra cái hệ thống mail mới này, rồi cái này nó kêu làm gì, đã hoàn thành cái giao dịch thì có nghĩa là nó làm xong hết rồi, rồi cái quyết định này nó đã được làm ra đúng không, để upgrade trong tuần này, thì có ý là nó làm ra rồi, rồi là cái lý do là gì, cái lý do cho quyết định này là gì, là để upgrade trong cái tuần này nhằm nhằm tránh cái sự gián đoạn trong cái mùa đông bận rộn. Đúng không? Nó làm ra hết rồi này, nó complete, nó hoàn thành rồi, thì cái quyết định này thì nó đã được tạo ra đúng không, đúng không, ổn thôi em. Thì bây giờ mình chỉ cần phân vân giữa ý C và ý D, thì một cái tương lai và một cái quá khứ, thì cái này nó làm xong hết rồi này, nó đã hoàn thành cái giao dịch vào hôm qua, thì tất nhiên là cái quyết định này nó đã được làm ra để như thế nào đó, để upgrade kiểu như ồ tuần tuần trước ta làm đúng không, tuần trước ta làm thì cái quyết định nó làm từ tuần trước ấy là để như thế nào, để upgrade, để nâng cấp trong cái tuần này ấy, tuần trước là để nâng cấp trong tuần này, và nhằm nhằm tránh cái sự gián đoạn trong cái mùa mùa đông bận rộn được không. Còn câu A với câu B thì loại sẵn rồi nha, nãy thì nói giải thích rồi ha, rồi để xem còn câu nào nữa không ta. Tình 42, tình 43, ok mà rồi xong rồi nữa. À nhưng mà khoan, hồi nãy có một có nhóm 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 những cô gái đang phân vân 146, anh chị nói luôn ha, 146 là gì, là
nói chung là nó up upgrade cái đúng không, nên nó sẽ gì, nó sẽ có một cái sự delay nho nhỏ trong cái việc mà phản hồi, trong cái thời gian phản hồi bởi bởi vì sao, bởi vì cái nhân viên của chúng tôi đang làm quen với hệ thống mới đúng không, rồi chấm 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 chấm, nên vui lòng đừng cái do dự mà liên lạc với cái ông này là cái người đại diện với bất kỳ câu hỏi hay cái sự băn khoăn nào. Thì có 146 chọn như đây, có 146 chọn câu C đúng không. Tại vì sao, thì nó kêu là delay, nó kêu là kiểu như là cái nó sẽ có sự delay nho nhỏ trong cái thời gian phản hồi vì vì nhân viên của chúng tôi đang làm quen với hệ thống, nên sau đó nên sau, nên là chúng tôi rất là đánh giá cao cái sự kiên nhẫn của bạn trong những ngày sắp tới. Đó. Với lại nói một phần, nói chung là thứ nhất là đọc nó hợp lý đúng không, và thứ hai là những câu này là những câu điển hình trong mail luôn các em ơi, cái này là mình học thuộc luôn à. Này, please don't hesitate to contact, nói chung là chỗ này cũng học thuộc, và hai cái câu này nó giúp lúc nào nó cũng dính với nhau cái kiểu như là nó xin lỗi vì vì sao đó nên nên bị delay này, nên nó kêu là nó rất là cảm kích, nó rất là đánh giá cao cái sự kiên nhẫn của bạn, rồi nó sẽ kêu là đừng cái do dự mà liên lạc với chúng tôi nếu mà có bất kỳ cái gì đó. Thì hai câu này là hai câu điển hình trong mail luôn ý, nếu mà các em làm biết thì các em sẽ quen và khoanh khoanh được luôn, còn không thì mình sẽ dịch ra thì nó cũng hợp lý. Thì cô đi cô đi tại sao đó, cô đi cô đi procedure thì nó đâu có liên quan gì đâu ta, sao nãy các bạn phân phân vân ta, cái thủ tục mới này là nó đang nói về hệ thống mới, tự nhiên nhảy tới thủ tục mới bất hợp lý chưa. Rồi ha, là câu C à, rồi hai con này điển hình trong mail, các em có thể học thuộc, ít không làm viết mail cũng được. Rồi ok là rồi, các em có thắc mắc băn khoăn thắc mắc gì không ta. Hello mọi người, có con nào băn Ok. khoăn hết Được không? có rồi đúng không. Rồi em sẽ chụp một tấm trước khi nghỉ. Rồi Lê Quý không có hình. Rồi ok mình sẽ để tay kiểu bút mê như thế này. Rồi chụp hình nha. Rồi 1 2 3 à, rồi tìm rồi 1 2 3. Ok là rồi ok good night các em, bye bye, Bye bye mọi người nhé. có gì không hiểu nhắn tin chị hú chị nha.